Rồi, xin chào mọi người. Chúng ta sẽ lại tiếp tục với trang thứ 5 của đề cương Lương Ngọc Quyến nha mọi người nha. Đó, chữa được đến 5 trang mà cái số lượng câu hỏi khó nó cũng khá là nhiều mọi người ạ. Khá là nhiều. Đấy. Chắc là mọi người xem video thì mọi người cũng thấy rất là mệt nhưng mà phải cố một chút nha mọi người nha. Đấy. Nó cũng có những cái câu khó, cũng có những câu dễ, nhưng mà đa phần là câu toàn thì câu khó thôi. Rồi chúng ta tiếp tục ở chỗ câu 35 nha mọi người. Rồi, đây là đồ thị hàm số y bằng fx nhá. Ok, đây là cho y bằng fx nha mọi người nhá. Đây là y bằng fx. Rồi, người ta hỏi mình là khẳng định nào là khẳng định đúng. Rồi. Đồ thị C có 3 điểm cực trị tạo thành một tam giác cân. Thì đúng luôn rồi nhá. Được chưa? Chọn ý A luôn. 3 điểm cực trị là ba cái chỗ này, chỗ trên và chỗ dưới này nhé. Thì 3 điểm này là đúng, là tạo thành một cái tam giác cân nhé mọi người nhé. Đó, 35 là ý A luôn. Đấy. Chúng ta sang 36 này. Với giá trị nào của tham số M thì x bằng 1 là điểm cực tiểu. Được chưa? X bằng 1 là điểm cực tiểu của cái hàm số này. Rồi, câu này thì chúng ta có thể là giải bằng hệ điều kiện của cái con bậc 3 nhé. Mọi người muốn nó là điểm cực tiểu thì đạo hàm cấp 1 phải bằng 0 và đạo hàm cấp 2 phải là lớn hơn 0. Đấy. Đấy là mọi người có thể giải bằng hệ điều kiện. Ngoài ra mọi người có thể thử đáp án bằng máy tính được. Nếu mà đi thi thì làm cái nào nó cũng được. Đấy. Nhớ được cái nào thì làm cái đấy vì tốc độ nó cũng khá là giống nhau. Thì chúng ta có cái y phẩy nhé mọi người. Y phẩy thì nó chính là bằng x bình phương cộng với 2mx cộng với mở ngoặc là m bình cộng m cộng 1. Nào. Thế còn cái y hai phẩy ạ, y hai phẩy của mọi người nó chính là bằng 2x 2x cộng với 2m nhá. Thế thì bây giờ cái yêu cầu bài toán là gì nào? Đây cho lên trên một chút. Cái yêu cầu bài toán ạ. Nào, cái yêu cầu bài toán nha. Yêu cầu bài toán đó là x thì bằng 1 đúng không? X bằng 1 là cực tiểu đúng không? Là cực tiểu. Thế thì mọi người phải có là cái y phẩy tại điểm 1 nó phải bằng 0. Còn y 2 phẩy tại điểm 1 nó cần phải là lớn hơn 0 nhé. Như vậy là mọi người tương đương y phẩy tại điểm 1 thì mọi người có là bằng 1 bình phương cộng 2m nhân với 1 cộng với m bình cộng m cộng 1. Được chưa? Thì con này nó cần phải bằng 0. Thế còn y 2 phẩy tại 1 lớn hơn 0, như vậy mọi người có là 2 nhân với 1 cộng với 2m cần phải lớn hơn 0. Như vậy mọi người tương đương dòng bên trên thì mọi người thu được nó là m bình này cộng 3m này 1 1 nữa là 2 cộng với 2 cần phải bằng 0. Dòng bên dưới mọi người thu được là 2m cộng 2 lớn hơn 0 đúng không? Rồi, như vậy dòng bên trên thì mọi người nhẩm được cái hệ số là a trừ b cộng c bằng 0 đúng không? Như vậy là con này có một nghiệm là âm 1 và một nghiệm là bằng âm 2 đúng không? M bằng âm 1 với cả m bằng âm 2. Đấy. Đúng chưa? M bằng âm 1 này. Với cả m bằng âm 2. Mọi người có thể thử bằng Casio nhé. Thế còn bên dưới thì mọi người giải ra là m của chúng ta nó phải lớn hơn là âm âm 1 đúng không? M lớn âm 1. Rồi, như vậy. M lớn âm 1 như vậy là gì? Tương đương là không có giá trị nào của m nhé, không có m. Đúng chưa? Không có tồn tại cái giá trị nào của m hết đúng không? Bởi vì là m nó phải lớn hơn âm 1 đúng không? Thế thì cả âm 1 và âm 2 thì nó đều không lớn hơn âm 1 được. Như vậy là không có giá trị nào của m. Đáp của mình là ý D nhé mọi người nhé. Đó, 36D. Đó. Rồi, chúng ta sang câu 37 nhé mọi người. Người ta yêu cầu mình là một cái hàm số bậc 4, đây là bậc 4 trùng phương nhé mọi người, một cái hàm số bậc 4 trùng phương, đúng không? Một cái hàm số bậc 4 trùng phương. Rồi, có 3 điểm cực trị. Ok, mọi người đọc này. Hàm số bậc 4 trùng phương mà có 3 điểm cực trị. Vậy điều này chứng tỏ là gì? Chứng tỏ là AB của nó trái dấu. Thế mọi người thấy A dương rồi đúng không? A bằng 1 dương rồi, vậy B nó phải âm. Tức là lúc này mọi người có là trừ 2M của mọi người nó cần phải nhỏ hơn 0, đúng không? Cần phải nhỏ hơn 0, như vậy tương đương M của mọi người nó phải lớn hẳn 0. Thế thì nếu M của mọi người mà lớn hẳn 0 ấy, thế thì mọi người loại cho anh những đáp án như sau này. Loại cho anh đáp án A, bởi vì là con này có một con âm, đó là con trừ 1 trừ căn 5 trên 2, con này âm này. Con B cũng loại luôn, bởi vì nó có cái âm 1, loại luôn này. Con D cũng loại luôn, đúng không? Ok, thế thì chọn mỗi C thôi, đúng không? Bởi vì ta có cái điều kiện là M lớn 0 nhá. Lớn 0 thì cái con A nó sai do cái con nào? Do cái con
trừ 1 trừ căn 5 trên 2 này. Đó không? Con B nó sai cho con trừ 1. Đó không? Con D nó sai cho cái con này, trừ 1 trừ căn 5 trên 2. Đó, như vậy ba đáp án này sai. Thế thì chỉ còn mỗi đáp án C đúng thôi. Đó, như vậy là xong được câu 37 nha mọi người. Rồi. Chúng ta sang tiếp câu 38. Một cái hàm số bậc 4 trùng phương. Đây là đường thẳng đi qua điểm cực đại của thằng C. Rồi, và có hệ số góc là K. Tìm K để tổng khoảng cách từ hai điểm cực tiểu của C đến D là nhỏ nhất. Rồi, ok. Cái câu 38 này. Câu 38. Rồi, chúng ta nhớ lại công thức tính khoảng cách từ từ điểm cho đến đường thẳng một chút là có thể làm được tốt cái câu 38 này thôi nha mọi người nha. Rồi. Trước hết là anh sẽ đi tìm cái điểm cực đại và cái điểm cực tiểu của cái thằng C này trước nha mọi người. Được chưa? Thì chúng ta có như sau này. Y phẩy của con này nó chính là bằng x xì mũ 3 đúng không? X xì mũ 3 trừ đi x đúng không? Như vậy là y phẩy bằng 0 thì tương đương đó là x xì bằng 0 hoặc là x của chúng ta nó bằng cộng trừ 1 nha. Thế thì với cái x bằng 0 thì y tương ứng của mọi người nó bằng 1. Đúng chưa? Đấy. Thế còn với x mà bằng cộng trừ 1 thì lúc đấy y của mọi người nó bằng bao nhiêu? Thì chúng ta sẽ lấy máy tính chúng ta bấm này. 1 phần 4 này. 1 phần 4 trừ đi 1 phần 2. Đúng không? Rồi chúng ta cộng với 1 bằng. Như vậy nó ra bằng 3 phần 4. Như vậy y của mọi người nó bằng 3 phần 4 nhé. Rồi, 3 phần 4. Rồi, thế thì bây giờ cái x bằng 0 này này, nó chính là điểm cực đại nhé, cực đại. Thế còn hai cái con x bằng cộng trừ 1 với y bằng 3 phần 4 này thì nó là cực tiểu nhé mọi người nhé. Nó là điểm cực tiểu. Tại vì sao? Tại vì là con này, cái hệ số A cao nhất của cái con C này của mình ạ, nó là bằng bằng 1 phần 4. Như vậy là đuôi đồ thị trên cao, đúng không? Đồ thị cơ bản nó có cái dạng như thế này. Đó, được chưa? Đấy. Thế thì bây giờ cái đường thẳng D là đường thẳng đi qua điểm cực đại đúng không? Và có hệ số góc là K. Như vậy đường thẳng đi qua điểm cực đại đi như này. Đó, đây là đường thẳng D đúng không? Và người ta yêu cầu là khoảng cách từ hai điểm cực tiểu, khoảng cách từ hai điểm cực tiểu đến cái thằng D này là nhỏ nhất. Đây, cực tiểu số 1 ở đây và cực tiểu số 2 ở đây. Và người ta yêu cầu mình là cái khoảng cách này nó bé nhất đúng không mọi người? Khoảng cách này nó bé nhất. Đó, tức là hai cái đoạn màu xanh lá cây, cực tiểu này, số 1 này và cực tiểu số 2 này, đúng không? Khoảng cách đến cái đường thẳng D này là nó là ngắn nhất nha mọi người nhé. Rồi thế thì bây giờ anh sẽ viết cái phương trình đường thẳng D nhé. Phương trình đường thẳng D đi qua điểm cực đại của C và có hệ số góc là K. Như vậy cái thằng D nó có cái dạng như sau. Thì mọi người xem qua cái thằng D. D nó sẽ có cái dạng như sau này. Đó là y trừ đi y cực đại tức là y trừ đi 1 nha thì bằng là K nhân với x trừ đi 0. Rồi, tương đương. Giống như phương trình tiếp tuyến ấy mọi người. Đấy. Thì như vậy mọi người sẽ có là y nó chính là bằng kx cộng 1. Được chưa? Thì đây nó chính là cái phương trình của cái thằng D nhé. Đây nó chính là cái phương trình của thằng D. Rồi, thế bây giờ anh sẽ thiết lập cái khoảng cách từ hai cái điểm cực tiểu cho đến là cái đường thẳng D nhé mọi người nhé. Thì mọi người không biết là mọi người còn nhớ cái công thức tính cái khoảng cách từ một điểm từ một điểm cho đến một cái đường thẳng hay không? Thì cơ bản cái công thức đấy nó sẽ như thế này. Ví dụ như anh có một cái điểm tọa độ đó là x0, y0. Được chưa? Và một cái đường thẳng alpha có cái phương trình đó là ax cộng với bi cộng với c bằng 0 nhé. Thì lúc đó mọi người sẽ có cái khoảng cách này, từ đó suy ra khoảng cách từ m cho đến alpha thì nó sẽ bằng này. Trên là trị tuyệt đối của ax0 cộng với bi0 cộng với c đóng trị đối lại. Rồi chúng ta chia cho căn bậc 2 của a bình cộng với b bình, được chưa? Đó, tức là mình sẽ thay trực tiếp cái tọa độ của điểm m vào cái thằng alpha. Sau đó chúng ta chia cho căn bậc 2 của cái vector tức là cái độ dài của cái vector chỉ phương hoặc là cái vector phát tuyến của cái con alpha đấy là được nhé mọi người. Thì như vậy thì đối với cái con này thì chúng ta sẽ viết lại cái con D về đúng cái dạng giống như con alpha. Người ta viết là tương đương là nó là kx trừ đi y cộng với 1 bằng 0. Được chưa? Đó. Được chưa? Thế bây giờ anh sẽ thiết lập khoảng cách nha mọi người nhé. Cái tổng khoảng cách đúng không? Người ta yêu cầu là tổng khoảng cách là gì? Tổng khoảng cách là nhỏ nhất. Như vậy bây giờ anh sẽ viết cái tổng khoảng cách ra nhé. Đầu tiên là cái điểm thứ nhất đến này thì nó sẽ là như sau này. Nó là k nhân với âm 1, được chưa? Trừ đi 3 phần 4 cộng với 1. Đó, đóng trị đối lại. Được chưa? Đó gọi là t đi. Tổng khoảng cách lại là t. Rồi, chúng ta sẽ chia cho căn bậc 2 của k bình phương cộng với lại âm 1 bình phương. Đó, đây là cái anh thứ nhất. Cộng với cái anh thứ hai chúng ta sẽ biết là gì nào? Chúng ta sẽ biết là điểm thứ hai là 1 đúng không? Như vậy ta có là k nhân với 1 trừ đi 3 phần 4 cộng với 1 đóng trị đối lại. Rồi chúng ta sẽ chia cho căn bậc 2 của
k bình phương cộng với lại âm 1 bình phương, đúng không? Rồi, như vậy thì cái này của chúng ta sẽ viết thành là gì nào? Nó chính là trị tuyệt đối của gì đây? Nó là trừ k, đúng không? 3 phần 4 cộng với 1 như vậy là cộng với lại 1 phần 4. Rồi, cộng với tuyệt đối của k, đúng không? Của k. Rồi, trừ cộng với 1 phần 4, đúng không? Cộng với 1 phần 4. Rồi, chúng ta sẽ chia cho là gì đây? Căn bậc 2 của k bình phương cộng với 1. Đó, như vậy là chúng ta đã thiết lập được xong cái tổng khoảng cách nha. Cái tổng khoảng cách. Bây giờ chúng ta chỉ cần thử đáp án thôi. Xem trong những cái đáp án này thì cái khoảng cách nào là nhỏ nhất thì chúng ta chốt đáp án đấy nha mọi người. Rồi, chúng ta sẽ bấm này, phân số này. Con đầu tiên là trị tuyệt đối của trừ k đánh để là trừ x nha mọi người. Trừ x cộng với 1 phần 4. 1 phần 4. Rồi, cái con thứ hai thì chúng ta sẽ bấm là trị đối của x cộng 1 phần 4, đúng không? Tất nhiên là cái này chúng ta có thể đánh giá theo bất đẳng thức cũng được. Đấy, nhưng mà thôi, con này cũng chả cần. Cứ thử đáp án cho nó nhanh. X thì bình phương cộng với 1, đúng chưa? Ở cái lớp bên kia thì anh có chữa cho mọi người theo bất đẳng thức rồi, đúng không? Đấy. Chúng ta can nhé. Con đầu tiên mọi người nhập cho anh là 1 chia cho 16 này. 1 chia cho 16. Rồi, bấm bằng. Thì ta thu được là 0,49902 nha, ta thu được này. 0,49902. Rồi. Xong con thứ nhất. Con thứ hai chúng ta can cho anh tại là 1/4. Rồi. Cho vào sang đây. 0,48507 nha. 0,48507. Ngắn hơn rồi. Con tiếp theo chúng ta can cho anh tại là 1/2. Rồi. 0,89. Ôi, sao to thế nhỉ? Để check lại xem nào. Can. À đúng rồi. Đấy. 0,89 bao nhiêu ấy? 0,8944. Rồi. 0,8944. Rồi. Con cuối cùng này, can tại 1 nhé. Rồi, thì nó sẽ ra bằng là 1,4142, 1,4142. Rồi, như vậy bây giờ người ta yêu cầu là cái tổng khoảng cách là gì? Nhỏ nhất đúng không? Rồi, thế thì chúng ta chọn đáp án B thôi mọi người. Được chưa? 0,48 nên là bé nhất trong cái đống này rồi. Đó, như vậy chúng ta chốt 48 ý B nhé nhỉ mọi người. Đó. Rồi, 48. À nhỉ, 38 chứ. 38 ý B. Rồi, xong. Câu 39. Tìm giá trị lớn nhất đúng không? Tìm giá trị lớn nhất. Rồi, ở lớp bên kia anh đánh giá cho mọi người theo bất đẳng thức rồi đúng không? Đánh giá theo bất đẳng thức rồi. Thế thì câu này thì chúng ta cũng có thể làm theo hàm số nhé. Chúng ta vào mô 8 nha mọi người. Mô 8 nhập cái hàm thôi. X cộng 2 này. Hôm nọ vừa học cái này xong đúng không? Chứa đi 4 phần này. Rồi, x cộng 2. Rồi, chúng ta cam cho anh nhé. À nhầm, xin lỗi. Bắt đầu. Bắt đầu lớp 1. Được chưa? Kết thúc thì nó là 2. Bước nhảy thì mọi người lấy cho anh số cuối trừ số đầu chia cho 40. Số cuối là số 2. Trừ đi số đầu là trừ đi âm 1. Rồi chúng ta chia cho 40. Rồi, bằng. Và chúng ta sẽ cần tìm giá trị lớn nhất nhé. Ở cột bên tay phải. Đó, cột bên tay phải. Lớn nhất bằng bao nhiêu nào? Rồi, lớn nhất bằng 3 nhé mọi người nha. Như vậy chúng ta viết là max bằng 3 thôi. Ý B nhé mọi người. Max y bằng 3. Được chưa? Ồ, max y cái này bằng 3 này. Được chưa? Hai đáp án đúng. Đề cương nó hơi ấy một chút nhé. Rồi, chúng ta sang cái chỗ câu 40. Tìm giá trị của m để giá trị nhỏ nhất của cái hàm số này trên đoạn 04 nó bằng 3. Rồi, giá trị nhỏ nhất trên đoạn 04 bằng 3. Ừ, câu này là một cái câu mà mọi người cẩn thận không là nó sẽ lừa mọi người đấy nhá. Cẩn thận không nó sẽ lừa mọi người. Đấy. Rồi, câu này phải chữa chi tiết nhá. Không là bị lừa là hỏng. Đấy, cẩn thận nha, cái câu này nó dễ lừa mình lắm. Rồi, ok nhá. Rồi, thế thì mọi người nhớ cho anh này. Con này nó có một cái điều kiện ở đây đó là x thì cộng 1. Nó phải khác không? Như vậy là tương đương đó là x của chúng ta nó phải khác âm 1. Thế thì cái âm 1 này nó sẽ không thuộc vào cái miền là từ 0 đến 4. Rồi, may quá, nó không thuộc vào cái miền từ 0 đến 4 nhá. Rồi, không thuộc vào cái miền từ 0 đến 4. Rồi, thì mọi người nhớ này, cái hàm số bậc nhất trên bậc nhất của mình luôn đồng biến hoặc luôn nghịch biến nhá, luôn đồng biến hoặc luôn nghịch biến. Thế thì nếu mà nó đồng biến thì sao? Nếu mà nó đồng biến, nó mà đồng biến thì nó đồ thị nó sẽ đi lên, thì đầu đoạn nó sẽ là min, thì lúc đấy cuối đoạn nó sẽ là max. Được chưa mọi người? Thế còn nếu mà nó nghịch biến thì nó sẽ đi xuống, lúc đó đầu đoạn nó sẽ là max.
cuối đoạn nó sẽ là min. Được chưa? Đấy, ok chưa? Rồi, thế thì điều này chứng tỏ là gì? Chứng tỏ là cái giá trị nhỏ nhất nhá, cái giá trị nhỏ nhất của mình ấy, tức là cái min của mình ấy, nó sẽ chỉ có thể đạt được vào đâu thôi? Vào đâu thôi? Vào đầu đoạn hoặc là vào cuối đoạn, đúng không mọi người? Chỉ có thể đạt được vào đầu đoạn hoặc cuối đoạn, tức là hoặc là min của chúng ta đạt được khi x bằng 0 hoặc là min của chúng ta đạt được khi x bằng 4, đúng không? Rồi, chúng ta đánh dấu cộng đầu tiên. Giả sử min nha, min bằng mấy nào? Min bằng 3. Tại x gì của chúng ta bằng 0 đi nha, tại x gì bằng 0. Thì khi đó chúng ta sẽ có là gì? Chúng ta sẽ có 3 bằng 2 nhân với 0 cộng với m trên cho 0 cộng với 1, đúng chưa? Vậy từ đây chúng ta sẽ rút ra ngay 3 của chúng ta nó bằng 2 cộng với m. Từ đây chúng ta rút ngay m của chúng ta nó bằng gì? M của chúng ta nó là bằng 1, đúng không? M bằng 1. Rồi, thế thì lúc này mọi người thấy rằng min bằng 3 tại x thì bằng 0, tức là x bằng 0 là x đầu đoạn, tức là lúc này là min ở đầu đoạn là hàm số đồng biến. Chúng ta cần phải check lại xem cái hàm này nó có đồng biến hay không bằng cách là chúng ta sẽ lấy cái tích chéo của nó. Nào, thế thì với m bằng 1 mọi người sẽ thu được cái hàm số như sau. Mọi người thu được cái hàm số đó là y bằng 2x cộng với 1 trên cho x cộng 1. Chúng ta check cái tích chéo của nó. Y phải này bằng 2 nhân với 1 trừ đi 1 nhân với 1 tất cả trên cho x thì cộng 1 tất cả bình phương. Rồi, như vậy chúng ta thu được là bằng 1 trên x thì cộng 1 tất cả bình phương. Rồi, như vậy con này thỏa mãn cho mọi người đồng biến. Con này đồng biến thì min nó rơi vào đầu đoạn. Min rơi vào đầu đoạn tức là nó rơi vào F0. Còn max rơi vào cuối đoạn tức là nó chính là F4 nhé mọi người. Đó, nó chính là F4. Như vậy con này thỏa mãn. Rồi, như vậy mọi người chọn cho anh M bằng 1 là chính xác, đáp án đúng là ý B. Được chưa? Rồi, đáp án đúng là ý B. Đó, còn trong cái trường hợp mà mọi người tính mà nó không ra đồng biến như anh thì mọi người sẽ phải làm ở cái trường hợp thứ hai. Lúc này min nó sẽ rơi vào cuối đoạn, tức là lúc đấy là min nó sẽ bằng 3, nhưng mà lúc này không phải x bằng 0 nữa đâu mà nó tại x bằng 4, thì mọi người sẽ thay cái x bằng 4 vào thì chúng ta sẽ tìm được m. Sau khi tìm được m xong thì lại phải thử lại như anh xem là có đảm bảo nó nghịch biến hay không. Đấy, thì là mới được. Đó, như vậy là xong được cái câu 40. Đó, câu này nó rất là lừa nhá, thì lại cẩn thận. Đấy. Câu 40 m bằng 1 nha. Rồi, chúng ta sang cái chỗ câu 41 nha. Cho cái hàm số, rồi kết luận đằng sau đây là sai. Rồi, kết luận sau đây là sai. Rồi, ok, như vậy là cái câu 41 này thì chúng ta sẽ viết nhanh là chúng ta có một cái điều kiện là gì đã nào nha. Câu 41 chúng ta có một cái điều kiện là m của chúng ta nó phải khác là âm 1, đúng không? Đó chính là cái điều kiện của mẫu số. Chúng ta tính nhanh cái đạo hàm nhé. Y phẩy của con này nó bằng này m bình nhân với 1 trừ đi trừ 1 nhân với 1 tất cả chúng ta chia cho x cộng 1 tất cả bình phương. Như vậy trên tử chúng ta thu được là m bình cộng với 1 trên cho x cộng 1 tất cả bình phương. À, như vậy con này luôn dương. Con này luôn dương thì chứng tỏ là con này là con luôn đồng biến, đúng không? Bởi vì là cái m bình cộng 1 luôn dương, mẫu thì là luôn dương sẵn rồi. Như vậy kết luận A sai luôn. Hàm số này phải luôn gì ạ? À? Luôn đồng biến mới là chính xác, mà người ta bảo là nghịch biến, đúng không? Mọi người đọc thấy cái từ nghịch biến cái là thôi, quang tèo luôn, đúng chưa? Đáp án A sai luôn. Như vậy chúng ta kết kết thúc được cái trang thứ 5 nha mọi người nhé. Đó, tạm biệt mọi người.